Xin chào các bạn. Như các bạn cũng đã biết, trong mọi hoạt động bán hàng nào cũng cần có một quy trình phục vụ tiêu chuẩn và bài bản. Không ngoại lệ, trong hệ thống gốm cà phê Cuộc Sống của công ty gốm Trường Thành cũng cần có một quy trình phục vụ chuyên nghiệp như thế. Bên cạnh đó, việc đào tạo nhân viên để làm đúng quy trình phục vụ cũng là một yếu tố quan trọng không thể thiếu. Vì vậy, trong video ngày hôm nay, mình Hoàng Thi sẽ giới thiệu cho các bạn quy trình phục vụ và một số điểm lưu ý dành cho nhân viên khi đào tạo tại hệ thống gốm cà phê Cuộc Sống nhé. Khi khách hàng đến với gốm cà phê Workshop thì mỗi một khu vực sẽ có một bạn nhân viên túc trực và bạn nhân viên này sẽ chào đón khách bằng câu signature gốm xin chào. Các bạn nhân viên phục vụ không chỉ là những người làm việc mà còn là những người bạn đồng hành mang lại niềm vui và sự hài lòng dành cho khách hàng mỗi khi khách hàng ghé thăm. Vì vậy, các bạn nhân viên phục vụ cần có một số điểm lưu ý như sau. Khi phục vụ khách hàng, nhân viên phục vụ cần có thái độ vui vẻ, luôn tươi cười với khách, nói chuyện lịch sự và tôn trọng khách hàng. Các bạn nhân viên phục vụ cần phải quan tâm, chú ý đến khách để đáp ứng được những nhu cầu của khách đúng lúc và kịp thời để khách có những trải nghiệm tốt nhất. Khách hàng có thể vừa trải nghiệm workshop vừa thưởng thức nước tại quán, bạn nhân viên phục vụ đưa nước cho khách, giới thiệu món nước và kèm theo nước lọc. Sau khi hoàn thành, bạn nhân viên phục vụ quý khách ngon miệng sau đó rời đi, không đùa giỡn, nói chuyện riêng với khách hàng. Bạn nhân viên order được xem như là bộ mặt của quán vì bạn phải tư vấn các chương trình để cho khách hàng biết và sử dụng. Vì vậy, bạn nhân viên order cần phải có một số lưu ý sau để phục vụ khách hàng được tốt nhất. Ngay khi khách hàng lại quầy order, nhân viên thu ngân chào khách và giới thiệu món nước có trong menu. Gớm xin chào ạ. Trong suốt quá trình phục vụ, bạn nhân viên phải có thái độ vui vẻ, niềm nở, tôn trọng khách hàng, nhẹ nhàng lịch sự khi tư vấn món cho khách. Mình xem menu và order giúp em nhé. Sau đó xác nhận món và thanh toán, nhân viên nói lời cảm ơn với khách và mời khách ra bàn ngồi đợi nước. Em gửi mình hóa đơn tiền thừa và số bàn ạ. Gớm xin cảm ơn ạ. Tiếp theo, nhân viên phục vụ túc trực sẽ mời khách vào khu vực bên trong của quán. Đến đây, tổng quan quán sẽ chia làm 3 khu vực cho khách hàng lựa chọn. Một là khu vực ngồi thư giãn. Khách hàng có thể thoải mái lựa chọn chỗ ngồi ưng ý và nhân viên phải luôn quan sát, quan tâm đến khách, cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất. Hai là khu vực workshop. Đây là khu vực chủ chốt của quán nên các bạn nhân viên cần phải lưu ý. Các bạn sẽ là người chịu trách nhiệm tư vấn các dịch vụ tại khu vực, cho khách hàng hiểu và biết đến quy trình diễn ra như thế nào. Vì vậy, bạn nhân viên cần phải có thái độ vui vẻ, hòa nhã và lịch sự khi tư vấn cho khách hàng. Khi thấy khách đến khu vực này thì bạn nhân viên sẽ phải chào khách, sau đó giới thiệu cho khách biết quán có hai loại trải nghiệm workshop như sau. Một là khu vực gốm. Nhân viên sẽ tư vấn cho khách những mẫu mộc gốm được nung non và điểm đặc biệt của loại mộc này, kèm theo bộ màu 12 mẫu xích chuyên dụng dùng để vẽ gốm, điểm cần lưu ý khi vẽ và cách tính tiền nung, quy trình gửi và nhận lại hàng nung. Sau đó, khách hàng lựa chọn mẫu mộc ưng ý đưa cho nhân viên. Nhân viên thông báo giá tiền của sản phẩm gốm và hỏi khách mua thêm bộ màu chuyên dụng hay không. Tiếp theo, nhân viên in bill tạm tính cho khách, hướng dẫn khách qua quầy thanh toán để tính tiền. Trong thời gian chờ đợi, nhân viên sẽ chuẩn bị mẫu mộc, bộ màu, bộ cọ và ly rửa cọ vào rổ. Sau khi đã chuẩn bị xong, bạn nhân viên hướng dẫn workshop sẽ mang rổ đựng mộc để khách trải nghiệm tô gốm. Sau khi vẽ xong, khách hàng gửi lại nung và sẽ nhận lại sản phẩm trong vòng 10 ngày. Đến đây, bạn nhân viên sẽ phải chuẩn bị thành phẩm cho khách, đóng gói và trao lại cho khách hàng. Hai là khu vực xoay gốm. Khách hàng sẽ mua một suất xoay đất và thanh toán tại quầy, sau đó nhân viên kiểm tra hóa đơn và đưa tạp dề cho khách mang vào. Trong khi đó, người hướng dẫn sẽ chuẩn bị đất và chăm sóc quá trình trải nghiệm. Khách hàng sẽ được người hướng dẫn trực tiếp để ra được sản phẩm ưng ý cho riêng mình và cũng được hướng dẫn quy trình gửi lại sản phẩm sau khi xoay sẽ như thế nào. Cuối cùng là khu vực sản phẩm mỹ nghệ. Trên khu vực này sẽ trưng bày các dòng sản phẩm gốm của công ty. Khu vực trên này rất phù hợp để khách hàng có thể học bài, làm việc nhóm, họp với đối tác hoặc tụ tập bạn bè nói chuyện với nhau. Vì vậy, bạn nhân viên phục vụ cần phải lưu ý dọn dẹp ly tách, giữ gìn vệ sinh khu vực để khách hàng có những trải nghiệm tốt nhất. Nhân viên đứng khu vực này cũng sẽ giới thiệu các sản phẩm gốm có tại hệ thống, tư vấn các dòng sản phẩm chủ chốt mà hệ thống hướng tới để phát triển để cho khách hàng biết đến, giải đáp thắc mắc của khách về sản phẩm gốm. Đến khi khách ra về, các bạn nhân viên niềm nở nói lời chào cảm ơn, kết thúc quy trình phục vụ. Như vậy, mình đã giới thiệu cho các bạn xong quy trình phục vụ và một số điểm lưu ý dành cho nhân viên tại hệ thống gốm cà phê Workshop. Hy vọng các bạn đến với nơi đây sẽ có được những phút giây trải nghiệm thật thú vị, sáng tạo và thư giãn. Hẹn gặp các bạn tại các chi nhánh của hệ thống gốm cà phê Workshop nhé. Bye bye!